chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều, để níu ao hằng nga, ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười. Với 199.000. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một cặp loa Pioneer bát vuông. Con này thì năm vừa rồi em về được. Đôi này là đôi thứ 3. Hai đôi trước thì lại không được đẹp bằng đôi này. Đôi này còn đẹp nhức nách luôn, đẹp hơn hai đôi trước rất là nhiều luôn. Hai đôi trước thì anh em chốt gọi là không có hàng mà bán luôn. Phải đến tính cả hai đôi là phải đến khoảng gần 40 anh em chốt. Đấy, hôm nay em lại về. Nhiều anh em dặn lắm bảo có hàng về gọi cho anh, nhưng mà thật sự bây giờ mà để mà em nhớ được ai để mà em gọi thì gần như lại không nhớ đâu. Mà lúc đấy anh em thích, có thể anh em thích thật, nhưng mà đến bây giờ gọi lại là chỉ mất việc cho mình, chưa chắc anh em đã chốt đâu. Có thể anh em chốt đôi loa khác rồi, có thể anh em hết ham muốn rồi, cũng có thể anh em hết tiền rồi. Đấy, nên là gần như là các anh em dặn cái nọ cái kia là không mấy khi là em lưu lại và gọi lại cho anh em đâu, rất là ít anh em nhé. Đấy, nên là anh em không nên dặn em lấy anh cái nọ lấy cái kia, vì lấy về là đa số là phải bán cho khách khác chứ không mấy khi anh em lấy đâu. Đấy, em nói thật luôn. Em cầm cho anh cái máy khoan vào đây em, máy bắt vít để anh tháo vít con này. Đấy, hôm nay em về tiếp cho anh em nhé. Đẹp nhức nách, không có gì để chê cả. Dòng bát vuông gân vải của Pioneer. Đấy, đẹp phải đến 98%, nói chung là gần như mới luôn anh em nhé. Đây, chuẩn sản xuất tại Nhật, Mỹ, Japan, 60W anh em nhé, 60W một chiếc. 120W một cặp, để mà anh em nghe nhạc thì tầm 120W một cặp là anh em gào điếc tai luôn đấy. Đây, nó có cái móc treo đây, anh em có thể treo lên tường nhé. Đấy, anh em chỉ cần bắt một con vít, một con nở vào tường, anh em móc vào đây là được, là cái loa là móc vào nhé. Rất là đẹp, đẹp nhít nách luôn. Con này nó thiết kế lưới, anh em vẫn có thể tháo được rời lưới ra anh em nhé, tại vì nó chơi cả bú cao su để mình có thể tháo rời được ra nhé. Đấy, trước khi tháo anh em sẽ sử dụng một con dao hoặc là một cái tu vít bẹt, mình có thể, đây nó có một cái kẽ ở đây này, đây nó, anh em nhìn này, này có cái kẽ đây này, đấy, mình có thể xiên vào đấy này, xong là mình bảnh nó lên là nó lên thôi. Tại vì bên trong nó có bút cao, có cái bú cao su ở đấy nên là nó rất là dễ bảnh anh em nhé, không sợ bị bật gỗ đâu. Bảnh thoải mái luôn. Đây. Đấy. Màng gân vải anh em nhé. Đây anh em quay gần cho anh em nhìn đấy. Nhìn cái sớ gân vải này nó chạy rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Gân vải nó bền mãi thời gian, anh em không bao giờ phải thay gân vải. Dùng là hết đời của loa lại không phải thay gân anh em nhé. Đấy. Này, con tép này rất là đẹp luôn, đẹp như mới luôn anh em nhé. Ốc của nó 7 màu luôn, xương loa 7 màu anh em nhé. Nếu con này tháo ra cho anh em xem, thích luôn. Con này anh em nghe đa thì loại nhạc nhé, đặc biệt là các cái dòng nhạc vàng hoặc nhạc mộc, nhạc 75. Tiếng nhạc cụ nó gõ len keng lốc cốc rất là chuẩn luôn. Nghe rất sướng, nịnh tai, êm ái, ngọt ngào. Đấy, củ này, anh em thấy ghê không?
đẹp hơn tranh vẽ chứ không phải như tranh vẽ nữa, mà đẹp hơn tranh vẽ luôn anh em nhá. Đây, logo Pioneer nó sẽ khác ở trong cái củ này anh em nhá. Riêng Pioneer không mấy khi nó ghi cái chữ Pioneer trên cái này đâu, nó chỉ khắc cái logo của nó lên củ loa thôi, đặc biệt những cái củ loa mà xương 7 màu như này. Anh em để ý đấy, em lên kênh em tháo các cái củ Pioneer rất là nhiều. Những củ nào mà xương 7 màu như này là nó chỉ có dập đúng cái logo Pioneer như trong này này, anh em nhìn này. Đấy. Rất là gấu anh em nhé. Đấy, đường kính của nó, đường kính... đây để em đo được đường kính cái bát này cho anh em nhé. Đây để đo đường kính cái bát này cho anh em. Flat square. Đây rồi, trước đây rồi. Đấy, chiều ngang của loa là 17 anh em nhé, chiều ngang của bát là 17. Đấy, tính đường chéo, tính đường chéo như kiểu tính của bọn bát tròn thì nó là 22 anh em nhé, 23. Đấy. Nếu mà loa tròn thì đường kính nó sẽ chạy hình tròn như này. Đấy, thì mình sẽ tính được đường kính. Ở đây nó vuông. Tương tự với những cái bát 20. Đây, em đo luôn kích thước của cả cái thùng cho anh em nhé. Đây, chiều cao của một cái thùng nó là 37. Chiều sâu của một cái thùng nó là 20. Chiều ngang của một cái thùng nó là 23,3. Đấy. Đấy. Giá cho cặp đẹp nhức nách như này cho anh em mà hay, độc đáo, chỉ 1.680.000 nhá. Em định bán 1.800.000 cơ, nhưng mà thôi, ra lọc cho anh em 1.680.000 cho con số nó đẹp. Đấy, 1.680.000. Cái giá trên là giá chưa bao gồm cước vận chuyển đâu anh em nhá. Đấy, cước vận chuyển đôi này thì em tính luôn cho anh em là 58.000 đôi này, cước vận chuyển 58.000. Đấy. Bên em là khách hàng lớn cái bưu điện, chuyên đồ cồng kềnh nên là những cái đồ mà như thế này thì cước em căn được luôn cho anh em. Đấy, 58.000 đơn này thôi nhá. Nếu mà anh em gửi những đôi như này nó phải tầm 150, em gửi nó rẻ thôi. Đấy, anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.